Xin chào mọi người đang xem livestream phát sóng trực tiếp từ fanpage Ruko International Clinic. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một ca ultrasound điều trị thành công nữa, 1/2 gương mặt, với cô khách hàng tên là Tạ Hồng. Cô năm nay là 52 tuổi và hiện đang là chủ sở hữu của một chuỗi nhà hàng kinh doanh tiệc cưới rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta hôm nay sẽ cùng xem cái kết quả 1/2 gương mặt cô đã điều trị với ultrasound như thế nào nhé. Và con mời cô xem cái gương nha. Cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy hình như là nó săn chắc lại luôn đó con, nó dạ. Nâng lên nè, nó nâng bên cái đây cầm là lên nó hơn bên đây nè. Mình làm rồi là nó săn lên, nó lift lên, là cô có thể thấy là cái phần râu rồng dưới hai bên thấy rõ nhất á, là bên đây nó còn sâu, bên đây nó mờ, đúng nó rồi, nông lên đúng hẳn. rồi. Và cái phần mà mắt á, đuôi mắt ở bên đây nó hơi sụp và nhiều vết chân chim, thì bên đây nó hầu như là Đúng rồi, nó đúng căng rồi. ra rồi. Đúng rồi, bên đây nó bớt, nó không còn những cái nếp nhăn nhăn nữa nè. Dạ. Và cái đường viền hàm ở bên đây nè, nó còn bở bở, và bên đây là như là nó nét lên. Đúng rồi, dạ. Nó săn lại luôn nè, nó nâng lên luôn đó. Chỉ mới 30 phút thôi mà kết quả khác biệt như thế này thì cô thấy như thế nào? Cô có hài lòng với kết quả này không? Cô rất hài lòng luôn đó. Cô cũng đi làm nhiều nơi rồi nhưng mà không có chỗ nào nó cải thiện được cái mặt xạ của cô nè. Dạ. Mình lớn tuổi rồi đó nên càng ngày nó càng bị chảy xuống. Dạ. Rồi những cái vùng mắt nè, như là nó bị chân chim nhiều quá nên mỗi lần cười á thấy nó Nó già già hơn hả? nhiều. Dạ đúng rồi. Mình nhìn mình nó hơi bị dữ và hơi bị Đúng buồn. rồi. Cái công nghệ ultrasound này nó dùng cái sóng siêu âm, nó xuyên qua tới cái lớp mỡ, lớp hạ bì của cô, nó tăng sinh collagen lên. Thì tại vì collagen mình nó mất đi thì da mình nó mới bị sụp xuống. Và bây giờ ultrasound nó giúp cho collagen nó tăng sinh lên thì gương mặt mình nó lift, nó trẻ Đúng hơn. rồi. Dạ. Làm xong cái này thì nếu mà một lát nữa thì sẽ trẻ lên chắc cỡ 5-7 tuổi, con nghĩ là như vậy đó. Nói chung là công việc của cô gần Tết nè, nó cũng rất là bận rộn nên Dạ. cô cũng phải cố gắng dành thời gian để mình đến mình chăm sóc, nói chung là sắc đẹp của mình. Dạ. Mình làm nhiều quá thì đến lúc mà tuổi mình nó càng ngày càng lớn, đến lúc mà mình để nó nặng quá rồi đó thì mình đi thì chữa nó hơi khó hơn, nên cô cũng phải dành chút thời gian để mà mình đi mình chăm sóc cái Dạ. sắc đẹp. Mùa cuối năm thì hầu như là bây giờ ai cũng bận hết, mà đặc biệt là những cái lĩnh vực mà về kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, thì mùa này là mùa cưới đúng không con? Đúng rồi. Dạ. Thì công nghệ này chỉ làm có 60 phút thôi và chỉ một lần duy nhất thôi, nó sẽ cho cô cái kết quả là càng ngày càng đẹp hơn, càng đẹp hơn. Sau một tháng cô sẽ thấy đẹp nhất. Và bây giờ thì còn khoảng là 20 ngày nữa là Tết rồi, thì bây giờ là cái mặt cô tới cái lúc mà thời điểm mùng 1 là nó sẽ rất là rạng rỡ luôn. Dạ. Thích ha cô ha? Cô thích lắm. Dạ. Cô có thể cho con biết là cái cảm giác của cô lúc mà điều trị nó như thế nào không? Lúc mà điều trị thì cô thấy nó hơi nóng nóng thôi, nhưng mà cô vẫn chịu đựng được, miễn sao là đừng có mổ xẻ tại vì cô sợ đau lắm Dạ nên đúng rồi, nhiều nhiều khách hàng rất là sợ đau, đúng tại rồi. vì bây giờ công nghệ thời đại 4.0 rồi, người ta dùng những cái phương pháp làm đẹp thông minh á, là không có dao kéo, không có xâm lấn và không có đau gì cả. Và Ultherapy tại Ruko là Ultherapy chính hãng của Hoa Kỳ luôn. Dạ thì con rất là cảm ơn cô đã tin tưởng lựa chọn Ruko, và chúc cho cô là một năm mới sẽ là nhiều vạn sự như ý, kinh doanh ngày càng thành công phát đạt hơn nữa, và với một cái nhan sắc là thần thái rất là rạng rỡ như này. Dạ. Cô cũng cảm ơn Ruko vì đã cho cô được thay đổi được cái nhan sắc của cô. Cô rất buồn khi càng lớn tuổi thì mình càng nhìn thấy mình già đi, thì mình sợ, nói chung là ông xã mình nó cũng chê mình xấu nên mình phải cải thiện mình. Nên Dạ. cô đã đến Ruko và cảm ơn Ruko rất nhiều đã thay đổi được gương mặt cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Và nhân đây là xin nhắc với mọi người là Ultherapy tại Ruko có chương trình làm đẹp chỉ với một nửa giá gốc nha. Tức là chỉ cũng trẻ hóa toàn mặt thôi, nhưng mà chỉ thanh toán nửa giá gốc thôi. Mọi người hãy nhanh tay đăng ký để lại số điện thoại về fanpage của Ruko để được chuyên gia và bác sĩ tư vấn nhé. Xin chào mọi người. Dạ, cảm ơn cô, và con mời cô nằm tiếp để điều trị cái nửa mặt còn lại nha cô. Dạ.